Bây giờ là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Tối qua 21 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức khai mạc đường hoa nghệ thuật chào đón năm mới canh tí 2020. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lương Trí Tiên, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa và đông đảo người dân địa phương. Đường hoa nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân canh tí 2020 của thành phố Bà Rịa có chiều dài 480m, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Nguyên. Với chủ đề Bà Rịa phát triển dương xa, đường hoa được thiết kế với 6 đại cảnh với các chủ đề Giao Xuân, Dường Xuân, Xuân gắn kết, Xuân an vui, thành phố trẻ, Bà Rịa phát triển. Ngoài 6 đại cảnh chính, đường hoa còn được thiết kế 15 tiểu cảnh và 8 cụm hoa kết nối giữa đại cảnh và tiểu cảnh, tạo nên một tổng thể đường hoa sinh động. Điểm nhấn của đường hoa là chiếc cầu nối hai giải phân cách có chiều dài 14 m, cao 6,2 m, được làm bằng tre, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết. Một điểm nhấn khác của đường hoa là cổng chính có chiều cao 6,6 m, nằm ngay vị trí trung tâm, được bài trí mô hình chuột linh vật của năm canh tý 2020. Sau lễ khai mạc, đông đảo người dân thành phố Bà Rịa đã đến thưởng lãm đường hoa nghệ thuật. Đường hoa nghệ thuật mừng đảng mừng xuân canh tý của thành phố Bà Rịa sẽ mở cửa đón khách từ ngày 27 tháng Chạp năm kỷ hợi đến mùng 8 Tết canh tý.